Xin chào, chào mừng mọi người quay trở lại channel của mình. Mình tên là Thùy Dương và như mọi người đã thấy ở tiêu đề video thì hôm nay mình sẽ đập hộp em điện thoại mình mới mua là em Xiaomi Redmi 8 Pro và đồng thời là mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người cái con đường mà mình biết trân trọng và yêu quý cái đồng tiền của mình hơn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đập hộp em điện thoại này nhé. Mặc dù là em này có cái tên rất là mỹ miều như thế, nghe rất là hoành tráng đúng không? Nhưng mà thực sự thì em này lại rất là rẻ. Mình mua ở bên UK thì em này chỉ có là 190 bảng thôi, có nghĩa là khoảng tầm 6 triệu tiền Việt Nam. Thì như vậy cũng đã là rất là rẻ so với một em điện thoại thông minh, điện thoại smartphone bây giờ. Trước đây thì mình dùng điện thoại Samsung Galaxy S7. Đây, điện thoại màn hình cong ấy. Mình em mua điện thoại đó vào năm 2016, là lúc em mới ra. Lúc đấy mình vẫn chỉ học năm thứ 3 đại học thôi. Em đấy lúc đó là 20 triệu. Còn bây giờ sau 4 năm thì mình dùng em điện thoại với giá chưa tới 1/3. Thì mình nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều bạn là cũng giống như mình, càng lớn thì lại mua điện thoại càng rẻ, và càng lớn thì lại mua những thứ mà chỉ vừa với cái nhu cầu của mình thôi. Mình cần bao nhiêu thì mình sẽ mua bấy nhiêu. Đây, để mở em điện thoại này ra đã nhá. Học đại học thì mình cũng có làm part time và mình đã tự để dành tiền mua được em điện thoại Samsung kia. Dù là cái đồng tiền mà mình bỏ ra để mua điện thoại cũng là mình làm thôi, nhưng mà thực sự thì để mình tập trung mở cái điện thoại này ra lại nhá. Wow, đây khá là đẹp. Mình nghĩ là nhiều bạn cũng giống mình, là lúc mà các bạn tự kiếm ra được cái đồng tiền part time của mình ấy, các bạn tự dành dụm mua được món đồ của mình muốn thì như vậy cũng rất là đáng quý rồi. Nhưng mà thực sự thì có lẽ là lúc đó các bạn kiếm được bao nhiêu thì các bạn sẽ chỉ giữ lại cho bản thân và mua những gì mình muốn. Còn việc là hôm nay ăn gì, rồi tiền nhà bao nhiêu, tiền học bao nhiêu thì lúc đó là bố mẹ các bạn vẫn ở đằng sau và là một cái điểm tựa rất là vững vàng để cho các bạn đi làm và mua những gì các bạn muốn. Thì mình nghĩ đa phần mọi người sẽ như thế. Còn có một số bạn thì bố mẹ không có nhiều khả năng chu cấp như là những người khác, hoặc là bố mẹ của các bạn đó thì cũng nghiêm hơn, hoặc là dạy cho các bạn đó cách trân trọng một giá trị đồng tiền sớm hơn, nên là các bạn đó lo cho bố mẹ rồi tự đi làm, tự thuê nhà, tự lo cho bữa ăn hàng ngày. Thì những bạn mà trân trọng giá trị đồng tiền sớm thì mình cảm thấy rất là đáng nể luôn. Ý, mở hộp ra, không biết đây là cái gì, chắc là hướng dẫn. Đây, điện thoại đây, to phết. Ở dưới này sẽ là sạc. Thì đó, như lúc nãy mình có nói là mình chỉ hoàn toàn kiếm tiền part time để phục vụ cho cái nhu cầu cá nhân của mình thôi, phục vụ cho những gì mình muốn thôi, mà không phải lo là hôm nay ăn gì, không phải lo tiền điện bao nhiêu, tiền thuê nhà bao nhiêu. Và đến lúc mà mình sang bên UK rồi thì thực ra là bố mẹ vẫn lo tiền học và tiền nhà ở cho mình, nhưng mà tiền học và tiền nhà bên này rất là đắt rồi. Và đấy là khoản tiền mà bố mẹ mình đã làm và dành dụm rất là lâu, phải cũng gần chục năm để cho mình sang UK học trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thì thực sự là mình rất là xót tiền luôn, và mình cũng nhẫn tâm để tiêu hết cái số tiền bố mẹ dành dụm lâu như vậy. Và thế là mình đã cố gắng để có thể tự chi trả cái sinh hoạt hàng ngày đơn giản là ăn uống này, gặp bạn bè hay là thỉnh thoảng đi chơi thì mình cố gắng hết sức mình sẽ tự chi trả những khoản đó, và chỉ mong bố mẹ giúp là tiền học và tiền nhà ở thôi. Và tất nhiên là cũng là tiền điện thoại thì mình cũng cố gắng tự trả. Wow, em ấy rất là đẹp nhưng mà cũng rất là to. Redmi Pro 8, ngày trước mà mình mua em điện thoại 20 triệu kia kìa, cái cảm giác của mình nó không được khó tả như thế này đâu. Cái lúc đấy thì dù là tiền mình tự bỏ ra nhưng mà mình cũng không cảm thấy yêu quý lắm, vì lúc đó mình không phải lo nghĩ, mình chỉ việc kiếm tiền và mình mua cái mình thích,
mình sau đấy thì mình lại kiếm thôi, rồi mình lại mua cái mình thích thôi, chứ mình không phải giật gấu vá vai là mình mua điện thoại rồi thì mình có tiền để mình ăn ngày mai không. Và tới thời điểm này thì mình khá là tự tin là mình thường chỉ tiêu những gì mà mình thực sự cần thôi, còn những gì mình muốn thì mình sẽ cân nhắc nhiều hơn, không còn như ngày trước nữa. Cái thời mà điện thoại mới ra, một dòng điện thoại nào đấy mới thì mình muốn mua để cho bằng bạn, bằng bè, để thể hiện bản thân một chút. Tất nhiên là mình không nói các bạn dùng điện thoại nhiều tiền và các bạn dùng điện thoại xịn, trendy là các bạn không biết trân trọng giá trị của đồng tiền. Nếu các bạn là những người đã trưởng thành này, có công việc ổn định này, tự xây dựng một cái sự nghiệp cá nhân, tự chi trả đầy đủ cho tất cả những cái sinh sống hàng ngày, có vị trí nhất định trong cái công việc của mình, thì các bạn cũng rất nên là có một chiếc điện thoại xịn để các bạn có thể đi làm phù hợp với cả cái hoàn cảnh công việc và cuộc sống của các bạn hơn, những mối quan hệ của các bạn. Còn với mình thì vẫn còn đang là sinh viên, cái mối quan hệ nó chưa quá mở, chưa quá lớn và chưa có cái gì để mình thể hiện ra cái vị trí của mình qua chiếc điện thoại. Thế nên mình nghĩ là em điện thoại 6 triệu này cũng đã rất là đủ nhu cầu của mình rồi. Em này thì camera khá là xịn luôn, 64 megapixel, và có tận 3 cụm cam. Cam đằng trước thì là 20 megapixel. Thì mình quan trọng mua điện thoại là để mình có thể quay phim và chụp ảnh tốt, và pin trâu nữa, như vậy là đủ với nhu cầu của mình lắm rồi. Với những bạn mà sớm nhận ra giá trị của đồng tiền thì mình cảm thấy rất là đáng để trân trọng và đáng quý luôn, bởi vì các bạn đấy đã trưởng thành sớm hơn so với đa số rất nhiều người. Những bạn khác thì có thể là may mắn hơn khi mà có bố mẹ có thể không quá giàu có như là bố mẹ mình, nhưng mà đủ để chu cấp cho con cái một cuộc sống đầy đủ, cho con cái ăn học từ nơi đời chốn. Và cho tới thời điểm này thì mình cảm thấy là mặc dù ngày trước những cái điều mà mình muốn, mình đòi hỏi bố mẹ không phải là bố mẹ đều có thể đáp ứng được, nhưng mà nghĩ lại thì những gì bố mẹ mình làm cho mình tới thời điểm hiện tại là đã hết sức của bố mẹ mình rồi. Được như những gì bố mẹ chu cấp cho mình là rất là khó khăn, và đó là một điều rất là đáng quý. Mình rất là trân trọng cái công sức của bố mẹ mình làm ra. Và bây giờ mình cảm thấy là để mình tự ra cuộc đời và tự lo cho bản thân từ chỗ ở, ăn uống, điện nước, tiền khóc, tiền cười, rồi tiền sinh hoạt, mua sắm các thứ, được như bố mẹ mình lo cho mình, chỉ cần được như bố mẹ mình lo cho mình trước thôi là mình cũng đã thành công một bước đầu rất to lớn rồi. Và với em điện thoại này thì mình chắc chắn là sẽ rất nâng niu và sử dụng em ấy một cách rất là kỹ. Không như ngày trước mình mua em điện thoại kia 6 năm trước 20 triệu 4 năm trước 20 triệu đồng mà mình dùng chỉ 18 ngày mình đã làm vỡ cái màn hình và phải thay cái màn hình mất 5 triệu. Lúc đấy là màn hình cong đầu tiên ấy, thế nên là vỡ cái màn hình đấy trả tiền thay màn hình rất là đắt luôn và mất luôn khả năng chống nước của em ấy nữa. Nhưng lúc đấy mình không hề tiếc, không hiểu sao mình vẫn cười và không hiểu lúc đấy mình nghĩ gì nữa. Nhưng mà bây giờ nếu em điện thoại này mà có bị làm sao thì có thể là mình rất xót xa đấy. Và mình mong là qua cái chia sẻ này của mình thì mọi người có thể cân nhắc lại xem một chút cái việc tiêu tiền trong cuộc sống của các bạn đã thực sự là như những gì các bạn cần chưa. Và mình thực sự rất là nể và rất là yêu quý những bạn mà sớm đã biết trân trọng cái giá trị của đồng tiền mình bỏ ra và sử dụng đúng với cả cái những gì mà mình cần. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến hết video này của mình, và mong là mọi người có góp ý gì thì cứ để lại dưới phần comment để mình có thể cải thiện hơn và chia sẻ được với mọi người nhiều hơn nhé. Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã xem đến hết video này, và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye!